Rồi, rồi đào có củ không? Có củ không Lộc? Có một củ ở trong gỗ kìa. Cây củ này bự quá trời vậy hả? Dạ. Trời trời, phải mày có củ. Có một cục ngỗ bên này. Vậy hả? Dí gì siêu à. Dí gì siêu à. Nãy giờ ai đào vậy? Khủng long đào hay gì? Ai đào? Khủng long. Khủng long đào. Có khủng long ngỗ nữa. Đâu? Mẹ xem ai. Có gì đó hả? Quá trời. Khủng long. Con tên gì? Bạn bự bên đây tên gì? Rồi bạn cái bên tên gì? Thiên Phúc. Thiên Phúc à. Hai đứa con có bà con với nhau không? Không luôn hả? Vậy hả? Gửi thỏ ở đâu? Gửi thỏ ở đâu? Gửi thỏ ở đâu? Về đâu? Thỏ. Về nội hả? Thỏ là con ai vậy Phúc? Gì? Em thơ gì vậy? Rồi ra rồi đó. Em Phúc ơi, sòi kìa. Nãy giờ có cho khủng long ăn sòi không? Ừ. Anh em. Không. Một vàng. Bà ơi. Nè khủng gà cho khủng long ăn. Nè những hai đào mà chưa có củ nào hết. Trái gì? Trái gì? Nó chua quá rồi bắp rồi. Dạ ngoại, ông nội đào. Cái này thì có khoai nè. Tránh nha, tránh nha, tránh nha Phúc. Tránh nha Phúc. Giữ gì đó hả? Ồ. Ê, ê, đừng, đừng, đừng làm gì hư, hư con đó con. Ngoại trồng khoai tự thì hiệu quả hơn. À, còn dông dông nó trời lọc hay quá. Cái đó nó cũng có chĩa chĩa ra rồi giống khoai tự cùi đó kìa mẹ. Cùi đi. Phúc nó bậy. Cái cục đó ông nội sẵn rồi rồi còn. Má làm cái nhỏ xíu củ bao nhiêu đâu. Đằng cái đào phải bự cỡ cái gỗ trở lên. Hết rồi. Hết hả? Còn rồi, còn dây chỗ đó đó. Kìa đâu? Ồ. Kìa kìa. Ừ, gãy rồi cái đó. Cái đó để ông nội đào lên. Cầm lên con. Đó, kìa củ nó bự kìa anh hai. Anh hai kìa. Tránh ra, Phúc qua bên đây nè. Phúc Lộc qua đây nè, qua đây nè. Nè, đó. Quá à, Phúc ơi. Lụm nữa. Lụm đi. Con muốn lụm. Con muốn lụm, lụm đi rồi xích vô. Cho em lụm với. Bỏ vô. Lấy ra, lấy rồi. Lấy cái củ thôi. Cái củ thôi. Đào hồi dơ xình không đó Phúc ơi.